sau khi học trường đại học Pháp rồi đi sang trường đại học Anh, hoàn toàn khác hẳn, không còn giống như những sản phẩm nên đổi thay cả, thay đổi sinh viên cách hoạt động chấm vào khác hết. Cho nên khi tôi là ấn tượng chưa, vì sau đó tôi đi học ở Mỹ hai lần và nó gây ấn tượng cơ bản như thế này, bởi vì bao giờ đến nhà trả lại sách vở, nếu vậy trả
我就把我爱了。
我觉得你那边好，你准时回来很好。
Oh.
Thank you.
thì bây giờ mình giải quyết thì sao về tất cả đó, thì thầy đi về mặt thầy đi, tức là người thầy cũng như các thầy như là thầy đầu đất là phải dạy dỗ, phải hướng dẫn thế nào để bản thân các em chủ động để giải quyết vấn đề đó. Thì thầy đi đã đưa ra là cái bốn mặt chiến lược đấy, học tập đấy, tức là cái mục tiêu của mình học để làm gì, có phải là học để lấy điểm hay không, hay là học chỉ kiến thức thì đâu. Và thầy đi nói là bốn mặt kia, ở trong đó có kỹ năng kia, ở trong đó có cả thái độ, và nhất là có cả vấn đề nhân cách. Một hành vi mà nếu mà chạy đi quay đó bắt được lợn thì không thể nào ở trong cái bàn của nó.
chiều phá là bạn nhà cha và em làm thế nào để tóm tắt nó lại đấy, để nó tóm tắt nó lại và tóm tắt và đầy đủ và nó hệ thống tốt đấy, thì em bắt buộc nó đi đấy, thì em không thể nào mà thành phải có nữa. Và ngay cả những cái phim tài liệu đó, thay vì là em viết ra rất công phu, em để một thời gian rất là ngắn thôi, một vài tiếng em học thuộc lòng vẫn được cái tưởng mà không em học thuộc lòng, tức là em làm cái công phu rất tốt là vấn đề là học đấy. Trong đó là em ghi ra này để làm phim, thì mà cái góc thì là em chịu khó để dành một thời gian ngắn nào đó trước khi vào công ty và em học thuộc lòng đi, là thì có cái góc đó. Thì đấy là một vấn đề. Thank you.
thực học sinh và nếu đối với cái chương trình học như bây giờ hiện nay thì
Yeah.
Yeah.
tôi nói là thế này, học bên cứ môn học nào ở người đại học 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 thì thầy giáo cho năm cuốn sách Thank you.
khoa học của Nhật Bản bây giờ nó có thua gì ở một thế giới
ngày xưa có thể ơn cấp thật có con được. Bây giờ chắc ngày xưa là ví dụ như là cái xe là một phần nó giống cái Vespa, một phần nó giống cái motorcycle, giống cái Vespa một khác giống cái Lamborghini. Nhưng mà đó là cái thời kỳ xa xưa. Bây giờ có là tôi nghĩ rằng là vậy chúng ta không nên lấy cái ví dụ ăn cắp thì được giống như là thì nó sai lầm. Cứ muốn trở thành nhân tài thì ăn cắp sai lầm. Cảm ơn pháp sư Tống. Thầy Tống có nói rằng là trong cái tình trạng mà không có điện này đó thì thầy không thể nói được hết cái lẽ. Và thầy Tống cũng nói rất là chí lý, là các em ấy dùng cái tiếng mà ăn cắp đó để mà giống nhau đó, khi mà quen góp đó, khi học tập đó, với mà cái kiểu mà là người ta lấy một cái thông tin nào đó trong công nghệ đó thì hai cái hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn khác nhau. Thì để thầy Tống nói là các em nên nghiên cứu về cái khái niệm cái thảo là ăn cắp đó, và nhất là thầy nói là ăn cắp là trong học tập đó, cái thái độ của một cái nhân cách của mình đó. Các em nên nhớ là trong cuộc sống, trong chiến tranh hay là trong kinh tế thì những cái hoạt động mà tình báo, những cái hoạt động tình báo trong chiến tranh và trong kinh tế thì đó là một chuyện thường, và nó có một cái quyết định nhé, trong thành công thì đó là một chuyện khác. Và đây đang là nói về giáo dục, và giáo dục nhân cách các em đó, mà cũng các em nói là các em cũng ăn cắp thì như là trong quy luật của chiến tranh hay là trong cái xây dựng về kinh tế đó thì là một sự sai lầm rất lớn và rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Và như vậy để rồi mình biện minh cho mình là mình cứ quay góp, bởi vì đó là mình bị đánh cắp, cứ quay góp đi thì đó là một cái sai lầm rất lớn nữa. Em nên suy nghĩ về lớn về vấn đề này. Thầy đề nghị với các em thế này này, như thầy Tống nói rất là quan trọng. Bây giờ là các em này đừng có đổ tội cho nguyên nhân nào, thì bản thân các em này, cái nguyên nhân của các em này, nguyên nhân gọi là chủ quan đó. Làm thế nào mà khắc phục được cái nguyên chủ quan, là với người các em chủ quan với các em đấy là không quay góc nữa. Khi mà các em suy nghĩ thật chín chắn và các em có những cái hành động và thật cụ thể thì mới giải quyết được. Còn các thầy nếu mà có nói nhiều chăng nữa đó mà bản thân các em không giải quyết được về mặt tư tưởng, về biện pháp khắc phục cho mỗi các em đó thì không thể nào. Đó là một cái điều mà các em phải để suy nghĩ. Không đây, bây giờ còn có mấy phút nữa thì thầy Hy sẽ có ý kiến để đóng góp ý kiến của em giao em tham. Thì thầy có thể tham một điểm thôi, nhưng thực tế ở trường mình là một số thầy thường cứ dạy luôn một mạch 3 tiếng xong rồi nghỉ, nên thường gây sự bất hứng thú học tập ở các sinh viên, dẫn tới chất lượng giảng dạy và khả năng học tập của sinh viên kém. Vì vậy cần thiết phải là đặt lại vấn đề rõ ràng dựa vào học như thế nào. Thì thế này á, thầy đã nói với các em này, thầy dập cái môn này là dạy như thế nào thì thầy miễn bàn, bởi vì mỗi thầy có một phương pháp dạy. Thầy Tống có một phương pháp dạy, thầy Hy có một phương pháp dạy, thầy Nhã cũng có một phương pháp dạy, thầy kể chuyện các em rồi đó.
có ông thầy, ông cũng nói rằng này, cứ đúng 7 giờ sáng thì ông lên cái hội trường luật lớn lắm, Campuchia thầy nói á, chứa được 200 sinh viên, lớp của thầy chỉ 40 thôi. Ông ấy dạy về sinh học, 25 trang đánh máy, ngày xưa làm gì có ghi chép. Đúng 7 giờ ông đọc chữ thứ nhất, rồi đến cuối giờ ông đọc chữ thứ cuối cùng. Nhưng mà ra thi thì ông kèm theo về đọc những sách này. Cái lối thầy giảng như vậy, cái lối thầy. Nhưng mà đừng quên, thầy vẫn có phong cách đại học, tức là bắt học trò về đọc kỹ này rồi đi tham khảo sách. Và cái thầy hỏi là thầy hỏi những bài, những câu ở trong sách tham khảo. Đấy. Vậy hôm nay ta không nói vấn đề. Và tôi nghĩ rằng là trường Hùng Vương đã nhiều lần rồi và không biết được. Và các đại học, các thầy đúng mà nhớ rồi, cũng đặt rất nhiều hội thảo, phương pháp dạy đại học như thế nào. Hôm nay ta không bàn. Và chúng thầy đúng, đừng có đổ lỗi các thầy. Thầy chỉ muốn là các em thay đổi thái độ thôi, không có yêu cầu gì cả. Ở trong một thôi quay con, thôi bỏ đi, bây giờ đây tôi không quay con nữa, vậy thôi. Mà các em làm được, mà các em làm được. Chỉ có cái là các em chưa biết cách học tập thôi. Cho nên lớp này là dạy làm để các em biết cách tự học. Rõ quá rồi, các em nghe thầy đọc nói, tự học là thế đấy. Biết cách tự học. Điểm thứ hai, khoa học nó không chấp nhận dối trá đâu. Em làm nghiên cứu khoa học mà em dối trá, không bao giờ thành công, nó phải là các em không. Còn trong thương trường, nó là chuyện khác. Trao đổi đó thì cái thời gian đó nó kéo dài không sao cả, bởi vì rất cảm ơn là các em đã lắng nghe trao đổi với nhau. Tuy là cái số người mà chưa nhiều nhưng mà dù sao thì cũng có những cái vấn đề được nêu ra. Nhưng mà để giải quyết những cái vấn đề mà các em nêu ra thì các thầy ngày hôm nay đó là chỉ một phần giúp các em thôi. Vấn đề là gì? Tự mình giải quyết lấy. Và thầy nghĩ rằng là những cái vấn đề mà các em đưa ra được để giải quyết lấy đó, nếu các em muốn là được ạ. Vấn đề các em muốn hay không, có quyết tâm hay không ạ. Thì thầy đề nghị thế này nhé. Giáo trình các em đã có, tài liệu các em đã có, các em nên tìm hiểu. Và nhất là những cái phần mà kỹ năng. Phần kỹ năng thì thầy không có nói nhiều,
nhưng mà tài liệu đã có. Thế tất cả những cái gì về kỹ năng đó thì đề nghị là trong những cái seminar sắp sửa tới, ít ra là 6 tuần đó, thì mỗi một buổi như vậy đó là nó kèm là thực hành những kỹ năng. Những cái gì mà hướng dẫn và các em thấy là có những cái gì thì chưa làm được, thắc mắc đó, thì trong những cái seminar đó các em sẽ nêu ra để giải quyết. Nghĩa là những cái buổi seminar mà từng chuyên đề một đó, từ chuyên đề số 1 đến số 6 đó, các em mà làm tốt thì đó là tất cả mọi người các em là thực hành đấy. À, rất nhiều cái sự quan điểm về học tập để nhất nhiều vấn đề liên quan đến kỹ năng học tập, phương pháp học tập. Thì thầy đề nghị là ngày sau ngày hôm nay đó, buổi cuối buổi này thì các nhóm trường sẽ ở lại để trao đổi với thầy trong ít phút, bởi vì hiện giờ là như vậy, chúng ta vẫn còn có 11:45 hết giờ phải không? Chúng ta vẫn còn có khoảng vài chục phút nữa thì những em nhóm trường ở lại.